Mạnh Quỳnh gây choáng khi tạo cơ ngơi mới hoành tráng khi vừa về Mỹ. Không để khán giả tò mò, Mạnh Quỳnh tiết lộ máy âm mới cực lộng lẫy khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Thời gian qua, cuộc sống của Mạnh Quỳnh nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên vì sự chú ý quá nhiều mà không ít người đã buồn lời khó nghe và chỉ trích nam ca sĩ. Thậm chí có thời điểm anh phải lên tiếng mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của mình và đừng nặng lời khi chưa hiểu hết chuyện của người khác. Từ những chuyện không hay mà Mạnh Quỳnh cũng hạn chế chia sẻ thông tin lên trang cá nhân. Cho đến mới đây, nam ca sĩ có động thái mới trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi chú ý. Đăng tải clip đang sửa cầu thang trong nhà, Mạnh Quỳnh tiết lộ. Thì ra cả tháng nay anh này mất hút trên Facebook và các sân khấu ca hát là vì lý do này đây, chắc muốn đổi nghề sao vậy? Ai muốn thuê anh này làm thợ xây cất nhà cửa bất đắc dĩ không? nay phải tạm dần công cuộc sửa chữa cái cầu thang nhà để bay xuống Cali tham gia live show. Vốn quen thuộc với hình ảnh Mạnh Quỳnh lịch lãm thường sinh trên sân khấu, nên khi thấy anh xoắn tay áo đóng lại chiếc cầu thang trong nhà, ai nấy cũng không khỏi bất ngờ. Nam ca sĩ một mình sửa chữa mọi thứ nhưng thành quả lại vô cùng mỹ mãn. Nhiều người còn đoán rằng người tình sân khấu của Phi Nhung đang trang hoàng cho cơ người mới tậu. Sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh luôn cảm thấy trống trải. Có lúc anh bật khóc ngay trên sân khấu vì nhớ bạn diễn khiến khán giả không khỏi xúc động. Là tri kỷ trong âm nhạc lẫn ngoài đời nên sự ra đi của giọng ca Bầu ơi đừng khóc đã khiến nam ca sĩ khó lòng mà nguôi ngoai. Nhưng may mắn có người bạn đời hiểu chuyện bên cạnh an ngũi động viên. Nhờ vậy mà Mạnh Quỳnh cũng bớt đau khổ. Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ kết hợp ăn ý nhất với Phi Nhung, không chỉ tình cảm trên sân khấu, cả hai còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Vì thế khi Phi Nhung qua đời, giọng ca sinh năm 71 rất đau lòng. Nam ca sĩ viết, ngủ ngon nha Nhung, đừng phiền lụy thêm cõi đời này nữa, nợ kiếp nhân sinh, Nhung trả xong rồi, hãy về xung họp cùng mẹ và những người thân yêu của Nhung, nơi cõi vĩnh hằng. Mạnh Quỳnh cũng xin lỗi Phi Nhung vì anh không còn nước mắt để khóc tiễn biệt cô lời nhung hứa khi mình về già quỳnh ngồi xe lăn nhung sẽ đẩy quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho trọn một đời cống hiến cho nghệ thuật cho người việt nam giờ nhung thất hứa rồi nhưng thôi quỳnh không trách nhung đâu nhung đã sống quá trọn vẹn một kiếp người rồi mạnh quỳnh viết mạnh quỳnh và phi nhung là cặp song ca nghĩ trên sân khấu hải ngoại Tên tuổi của họ gắn liền với những ca khúc như Xa Người Yêu, Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Dù Anh Nghèo, Lại Nhớ Người Yêu, Hai Đứa Nghèo, Tình Nghèo, Đừng Nói Xa Nhau, Sầu Tím Thiệp Hồng. Vì song ca quá mùi mẫn trên sân khấu nên nhiều khán giả cứ nghĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là một đôi. Tuy nhiên cả hai từng nhiều lần khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Phi Nhung cho hay Mạnh Quỳnh rất kỹ tính, thích con gái dịu dàng trong khi cô lại mạnh mẽ như đàn ông.